Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Chiều nay tôi với ông Lương Văn Cầm giải quyết cái vụ này xem nào. Tức là đây là cây sơn liễu này. Đấy, thì chậu của nó lại rất cao. Nhưng mà bản thân nó không phải là cây dáng huyền hoặc là thác đổ. Nó chỉ là cây dáng hoành thôi. Đấy, sau này làm dáng bạt phong. Chậu rất cao nhưng trong khi đó cái cây ngâu Nhật này thì là dáng đổ mà sâu, rất sâu dưới đáy chậu thì chậu lại thấp, bê đi đâu mà không có cái đôn sẵn để kê lên là không đặt được xuống mặt đất. Thế bây giờ tôi chuyển cái chậu của cây sơn liễu này đi sang cây này, và chậu của cây ngâu Nhật sẽ chuyển sang cây sơn liễu để tôi chỉnh cây sơn liễu này thành dáng bạt phong, chứ không để nó lung tung như này. Nhưng mà em lại có cái ý kiến thế này. Đâu? Chuyển cái này sang cái này. Nhưng bây giờ thì làm thế nào để chuyển được? Thế bây giờ cách khó nhất là phải lấy được ra. Lấy được hai cây này. Cây này thì tôi nghĩ là đơn giản rồi. Vì cây này cái khoảng cái vị trí rễ của nó giữa chậu là nó còn rất nhiều diện tích. Đấy, diện tích trống để mình moi ra. Còn cây này là nó lâu ngày trong cái chậu này rồi, nó đặc rồi. Đấy, mà ông ngửa đáy chậu mà xem này, ông nãy tôi kiểm tra, ông ngửa đáy chậu mà xem. Dễ thành bánh luôn. Đấy. Qua cái lỗ đấy, này, cái lỗ thoát nước ấy. Đấy. Là ăn nước rồi. Đấy, cho nên là bây giờ nếu mà chuyển được sang là thành công, là mình được hai cái chậu này đặt chỗ nào cũng được. Đấy, chiều cao là vừa hợp lý. Đấy, bây giờ bắt đầu anh em tôi làm. Đấy, đầu tiên là cái khó nhất là cái cây này phải lấy ra được trước. Đấy, nên như thế nào? Còn cây này thì đơn giản. Cây này đoạn tôi lúc đưa vào xong rồi tôi có mấy viên đá thấm thủy nhỏ nhỏ đằng kia mình cài vào, không ạ? Xong hôm nào lấy xi bắt sau. Cây này thì đơn giản hơn. Và vừa đặt hướng khác, đặt hướng nó thẳng đứng lên chứ nó không ngoẹo một vật dạt một bên như này. Đấy. Và cây này thì làm dáng bạt phong luôn. Xin chào hai ông nhá. Vâng, xin chào. Làm nhọc có mẹ ra rồi. Bây giờ mới chào. Hai ông đang mổ trâu mổ bò cái gì thế này mà lúc lắc mãi thế. Lấy được cái cây này ra khỏi cái chậu này là vấn đề. Trời ơi. Hồi xưa chậu tôi phải xoay này. Mua cái chậu nó không có cái gờ, chứ có cái gờ thế thì đặt dễ ở trong. Đấy, xong rồi chưa? Cứ thế này đi. Rồi. Đấy, ông nhìn thấy nó sẽ rơi ở cát ở dưới kia cả. Không quan trọng cái chuyện này. Thôi anh ơi, thế nhập, anh ấy quan trọng là bầu đất, còn sát ra hết rồi. Đây là ngoài kia, nó ở cái bầu đất này. Lấy được cây này ra là đạt 50% công việc, còn cây kia thì nó nhanh, cây kia nó rộng. Cây kia thì nó còn diện tích đất mà thừa nhiều. Em tắt máy à? Đang quay này. Này là các ông này có hai cây này, một cây cây đang làm đó với cây để đây để hoán vị nhau à? Rồi chậu cây nọ sang bên kia. Này người ta gọi là đánh cây cao từ đằng sau ra đằng trước đấy. Điểm A sang điểm B. Xong lại đánh cây cao từ đằng trước ra đằng sau. Chậu này là nó có cái gờ trên nên đúng hơi khó. Nó đặt cái bầu đây rồi dốc ngược. Rồi dốc ngược. Đấy, thôi đấy. Lại dốc xuôi. Đây, cái cây toàn cát thế nhỉ? Toàn cát vàng. Ở dưới nó, ở dưới nửa này là cho cát này, còn cái bông đất ở trên này thôi. Đấy. Cho nó phải uống nước. Chưa. Thế anh này mà uống nước là hỏng rồi anh nhá. Đúng rồi. Cho nên họ... Còn bạn tí mình trồng xôi dừa. Xôi dừa mới đất. Nào, thì kéo lên. Ngon nhỉ? Lắm mà nhiều. Thế nhỉ? Trên này nó vậy, dưới đây mai nó lên được cái chỗ này mới... Không, nó đã lên được đấy thì không sợ. Quan trọng là cái đường chữa này.
ông giữ tôi xem nó lên được đi đâu. Vâng. Nào. Kiểu nó mắc cái rễ nhỉ. Cái rễ nó to ra mà. Hỏi xem cái bác nào có cái mẹo nào không? Dạ, có mẹo. Giúp cho. Có thế thôi em ơi. Ra đi rồi à các bác. Nào, ra nơi rồi các bác ơi. Rồi, ra đi rồi. Ôi, sắp ra. À, cô ơi, ra nhanh lên, muốn con kẹo nhanh lên. Nào, rút, rút, mạnh. Ôi, trường. Ôi, rồi, bụi bay hết mà mấy rồi. Đồng. Bây giờ để co cái này vào. À, dưới này nó còn bầu đất đâu. Không, dưới mà. Hay là bỏ phần dễ này đi. Tưởng là ra dễ. À, ê, đập xuống đất nó rơi xuống thì nó mới co to, nó mới tòm lại vào. Vâng, kho khoan lại, kho khoan. Đấy, thế là nó tòm lại được vào. Bên này rồi, bên này rồi. Ủa, hai ngày không tưới để nó khô, nó tơi này, bắt đầu mới làm được. Nó tưới, nó đóng bánh này, để quả tắt. Đấy, được rồi, ra đây rồi. Anh ấy giữ cái chậu đấy, chuẩn mua cho chậu nhé. Không, ông nghe cái rễ hay là máy quay ấy, nhìn cái rễ sợ. Cái bổ rễ. Ra rồi. Đây, cái bổ rễ nó nhai. Rồi, rồi, đấy, cái bổ rễ này. Nó ăn theo cái chậu xuống này. Này, trông, đây, em. Kinh không? Sợ không? Ôi, trông giống như con chó nhỉ? Giống như con chó. Ôi, đặt đây. Ôi, tắt máy đi rồi. Đấy. Đến việc là phải lấy được cái cây này ra khỏi cái cây này thì lại cây này thì làm nhẹ nhàng hơn thì mới thay hai chậu được, thay xong thì bắt đầu mới làm tạo dáng. Anh đưa tính kìa, bật chưa em? Nó xuống cái bầu dưới nãy cái này thì nó lỏng, cái này thì không chịu, cái này không được gãy cầy vốn là gãy dễ, dáng là cái gãy cố định được. Cái này nghe có vẻ mảnh nước nhỉ? Cây nó dễ làm thường, đoàn thi chấm với viên đá tấm thủy để vào gốc à, xong hôm nào lấy xin bắt ta. Hay cho dựng đứng lên để ấy. Không, cái lỗ này bé lắm. Không đóng được không? Không đóng được. Ông đưa tôi con dao đâu nhỉ, kia đây xong với gái tôi. Ôi, ra đây rồi. Ra rồi. Ra đâu? Ra rồi. Ra rồi. Vậy dễ. Được rồi, anh giữ chậu đi. Anh giữ chậu đi. Cái này thì ngon thôi, không. Cái đấy là cái phía cái tường nhé. Đấy, đấy con dao thì xiết. Xiết thì tôi chổng ngược nó lên cho, tôi đổ đất ra cho. Đây xem nào. Đấy. Đây này, chổng ngược này này. Đấy. Đâu, đã đất đã long được mấy đâu. Chậu này nó côn mà. Ông sắn một tí ở miệng là nó ra đấy. Để tôi lật úp xuống là nó ra. Thử nhá, đỡ bầu cây nhá. Rồi. Đỡ nhá. Đấy, ra mà. Không, bây giờ vẫn bị sấn. Vẫn bị tiếp. Siết theo đường mép ạ. Bên này. Bên này là siết mạnh bên này. Đấy, siết theo phương trả lý. Đang có một cái to không ơi? Nó vừa cái cờ thôi, to này, cái to đây này, cái cờ chậu. À, thì sao? À, dốc đi. Rồi, đằng này tôi đẩy ra nhá. Ừ. Đẩy qua lỗ trong nữa. Nào, bắt đầu. Cẩn thận, nhưng mà cái chỗ đấy nó mạch mai quá. Nó gãy cái chỗ kia lại thôi rồi luôn. Đây là hợp. Đây là cái to như này thì em xuống. Đây là cái dễ rất rồi.
cũng đang rồi, cũng tính rồi chị, không vội được đâu. Cô bạn nắm cả trên này nhá. Đây, chủ yếu gắm cây. À, sắp ra rồi, sắp ra rồi, sắp ra rồi, sắp ra rồi. Sắp ra rồi. Lắc cây rồi. Theo ông có khả năng ra. Thì nó sợ nó sắp ra, sắp ra, sắp ra. Không để tôi siết thêm cái miệng cho đâu. Sắp ra. Mà cái thân nó chắc thì kéo nó dễ nhỉ. Cái đấy kéo nó khó. Dễ như đấy để em cái mặt bên này. Đấy, nó còn vướng cái cửa chậu mà. Xong rồi tôi lại bẩy bên kia. Giữ đây. Bẩy bên này. Bẩy bên đấy như thế. Đấy, ôi giời ra rồi. Mẹo ơi. Đâu, đưa đây, đưa đây. Đưa bên này nữa này ra. Bên này, chỗ này nhát nữa này ra đây. Vỡ ở đây thì ra. Có ra cái lên đến đấy thôi. Ra, 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 ra. Bà ra, rồi. Ra, yên, yên. Yên cái gì? Đưa đây. Qua nó còn tầm dưới. Qua để tầm dưới thì chẳng có đâu mà cả. Đi như cái tầm dưới, nó tầm dưới. Đâu phải tôi biết dài đâu. Đó, ở đấy cũng cắt được. Wow, rất là. Ra đây. Ra đâu. Quay ra này đâu mà quay chứ. Đấy. Ôi trời trời. Không đến này thì là đây để đi lấy cái khó. Bây giờ ông phải giữ đấy thôi nha. Vâng. Cái này nó rơi ra là nó gãy hết dễ là quay vứt luôn. Là thôi rồi. Để tôi đi lấy cái ấy. Đây bây giờ phải cắt bớt cái dễ cả rồi. Quả đã. Bây giờ tôi đi lấy đất với các thứ để lót vào đây. Đã vâng. Trồng cái đấy cây vào đây. Đã được nhưng mà vẫn sâu. Không bây giờ mình cho đất. Thế bây giờ hai ông lại trồng cái cây mà ông cầm đang cầm tên là gì? Vâng, cây này là cây ngô nhật à? Nó xuất xứ ở Nhật. Ừ. Nó sống ở Việt Nam. Rồi. Và là rồi đây rồi, thế là nhẹ. Là không phải cho nó lên luôn đâu. Ôi, vẫn cần to quá rồi. Không phải sắn đi. Thêm đi. Giờ anh giữ cái gốc này đi. Ông xin quay xoay cái về phía ông một tí đây cho nó dễ quay ra không thì khó quay á. Mày giữ bé cái to mình giữ lại cái chỗ to. Đây nó lại có cái mảnh kê của nó ngày xưa. Lôi được ra không? À lôi được ra đây. Ông lôi cho cái. Tức là trước là cái cây này nó thẳng bây giờ các ông bật nghiêng à? Cho cái ngoáy vẫn là được mà. À. Cho cái tu vít ở đây ngoáy dưới gầm ngoáy cái rồi nó kênh ra mà. Cái gì kim. Đấy là kề. Cái máy lót đây là nó một đời chậu rồi, một đời trồng trước bây giờ sang trồng sau. Trồng sau. Đấy bây giờ anh xem nào. Không đời cho tụt hẳn cây nó đi, tụt ra. Thì vì nó mới khỏe cây. Cái này không nên cho nổi quá, bởi vì bản thân cây này nó thân nó yếu. Cứ cho tụt hẳn xuống đi. Đấy, cho chìm xuống nữa. Ở trong bắt đầu tôi mới cây này là khách thì không thể xoay hướng khác. Muốn xoay hướng nào thì xoay à, chỗ này là chỗ tròn không sợ. Đấy, mình để chỗ đã ở đâu thì được. Nào bây giờ anh quay về cái hướng này rồi. Nào bây giờ cho lên luôn. Thế là nó mới chuẩn. Anh nhìn hướng xem. Bây giờ này nhá. Đúng thế rồi. Không, cái này phải quay thế này. Quay thế này. Thế thì chèn đây. Không, bây giờ cho thằng này xuống, bên đấy nâng lên thằng này xuống. Để cho thằng này xuống, thằng kia nâng lên. Tức là mình đảo lại hướng ban đầu đấy, đúng rồi. Lên. Đấy, nâng lên, thằng này xuống. Đây. Thì để cái chiều thấp nhất này nó vào tâm chậu này. Nào, đây bây giờ để lấy đất nhặt ra đây. Đây, em canh rồi, giờ anh cho đất ra đây. Để tôi ngắm đây. Đây. Rồi nhá,
không cho tôi biết lên khép cái này vào đây, lên khép cái này cho rồi rồi đấy không chuẩn rồi ngóc lên này đúng rồi đấy ra ngoài cố định này thôi bây giờ chèn cho chèn múc ra đây đi ăn rồi. Bây giờ chèn xuống là được. Bác bỏ đó. Đấy thì dầu bắt đầu về chỗ này mình phải cho một hai viên đá không đường vào. Mà thằng dễ này nó tì vào đây nó rất khỏe rồi. Không cho đá là nó cháy dễ. Phải cho mấy viên đá vào nó mắc. Nó không cháy dễ. Thế là cây thứ hai đưa vào chậu rồi à các bác? Xong rồi, số 2 đây. Đây, ông giữ này nhá. Đoán, đoán. Để nó ra kia mà. Đây. Để ta đắp rồi. Ông muốn đẩy nó ra trước ấy. Đấy. Không phải nó chúi thế đâu. Đẩy đây. Đẩy đây ra đây. Đi đâu tập tập đây mình ép lần trước rồi ép cho nó vào kim chậu rồi sấm ùn ùn trong mưa mưa kệ mưa bố tôi đi vừa đã có áo tơi. Cây này là cây sơn liễu, sau khi đưa vào chậu định vị ổn định xong sẽ điều chỉnh nó thành dáng bật phong chứ không phải để cái dáng lung tung như này. Cho bóc vào đây. Ủa đấy, đấy, cái dễ nó nằm trong này là được rồi. Đất khô tươi này này, nhìn xuống mà. Sau tưới dần dần là cái diềm dần. Đây, chỗ này mình cho tính cách. Diềm dần nó thấp cho cát này. Diềm dần nó thấp cái là quả máy. Đây là tổng thể có nặng không? Ai rồi, choáng tuyệt vời rồi. Thế bây giờ nó mới đúng làm chuẩn dáng mặt phong luôn. Không thấy ai người ta làm. Thế này được rồi, nằm đấy em đây là được. Nhìn thấy nó vẫn lung lay đấy. Nó phải thế này. Đấy chà, thế thì chèn làm thôi. Đấy, đấy, đấy. Chèn làm chặt rồi ha. Chuẩn luôn này. Anh nhét miếng siêu dừa, miếng mảnh dừa rồi chặt vào. Đây, đây, bỏ đây để tôi chọc xong rồi tôi nhé. Nó không ngả sang bên này nữa là đúng rồi. Bây giờ lại tiếc quá và mình ăn dừa mãi mà mình vẫn bỏ hết. Đúng rồi đấy. Ăn rồi rồi toàn vứt bỏ. Bỏ đây này. Đấy. Chuyển cho sao đất chuyển. Rồi, đúng rồi, có đất.
Không. Thôi thế thôi em ạ. Lúc nào làm xong thì quay đóng đặt phòng. À đây, bây giờ là, bây giờ nó đang là dáng này này. Bây giờ anh em tôi sẽ chỉnh sửa làm sao để nó thành cái dáng mặt phong. Mặt phong. Đấy, bỏ cành nào, giữ cành nào và vào dây như thế nào để thành lúc nào thành dáng mặt phong này chia sẻ với anh em. Thôi, xong rồi. Và thế là hai cái tác phẩm mà Ngâu Nhật dáng thác đổ và Sơn Liễu dáng bạt phong. Chúng tôi đã chuyển đổi dáng thế, chuyển đổi chậu là xong. Đấy, các bác thưởng thức xem nhé. Với cái chậu này nó cao thì khi mình đặt xuống sân ấy, thì là xuống nền đất ấy, thì cái ngọn đổ của nó là chưa xuống được hết, còn cách khoảng 5 phân nữa là vừa. Chứ cái để cái chậu cũ bên kia thì nó thấp quá, lúc nào cũng phải có cái đôn bên cạnh để đặt. Đây là cái bệ gốc của cây Ngâu Nhật. Cây Ngâu Nhật thì hoa, cây này đã có hoa rồi. Cây này trước là người ta kiểu bỏ đầy bỏ liều, mình giờ về mình chăm tốt nó là mò khô dấp nước chẳng hạn, thì đây nó đang có hoa mà rất nhiều nha các bác, đang chuẩn bị nở đây này, các nhánh đều có thất nhé. Mà hoa này thơm lắm, tôi kiểm chứng rồi. Lá bé tí, mỗi một chúm lá này nó lại như là bông hoa. Rất đẹp. Vậy sau khi ổn định thì sinh trưởng ở cái chậu mới này, bén rễ xong rồi tôi sẽ tháo sạch các cái dây này. Không còn để cái dây nào nữa, bùng nhùng. Uốn hàng bao nhiêu dây thép và dây nhôm ở đây. Và tôi đặt theo cái dáng là sẽ rủ như là liễu rủ, cho nó ổn định. Đấy là cây Ngâu Nhật dáng thác đổ. Chuyển sang cây sơn liễu này. Từ một cây dáng tùm lum lên. Đây, cắt bao nhiêu dưới đất này. Tôi đã chỉnh trang thay cái chậu này cho nó hợp lý và trở thành dáng bạt phong. Được không các bác? Đấy. Chơi cây dáng bạt phong này. Mà đây là dòng sơn liễu lá nhỏ này. Mà đã là cây sơn liễu mà tìm được một cây thân một mà nó to như thế này, phải nói là rất là hài lòng. Vì nó mới đưa lên đây cho nên là tôi phải buộc cái dây bảo hiểm để ổn định cái gốc của nó này, luồn xuống cái đáy chậu lên này. Sau đầu 5-7 tháng nó ổn định cái là mình bỏ ra. Vì đất ở đất mới nó chưa chặt gốc. Đấy, đây, dáng bạt phong nha các bác. Đây là hai tác phẩm mà tôi đã bổ sung cho cái bộ sưu tập của tôi trong sân vườn. Đó là sơn liễu dáng đổ, dáng bạt phong và Ngâu Nhật dáng thác đổ. Cái này mà đưa lên cái phông chụp thì tuyệt vời. Bởi vì riêng sơn liễu này nhá, mà vặt hết lá lọc răm mà để nó ra lộc mới là lộc nó cứ đỏ rực. Rất tuyệt. Lá bé tí xíu. Rồi, cảm ơn các bạn. Chỉ một cuốn video vui thôi. Cùng Đỗ Sinh làm cây thay chậu tại sân vườn gia đình. Cũng là cái phút giây rất là thư giãn và thỏa chí đam mê của mình. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo. Nước trong xanh xuống tận đáy bể luôn đấy.